Rồi, xin chào anh em, chào mừng em trở lại channel của mình. Hôm nay hết dịch rồi, trở lại sân banh thôi. Và có trận banh đầu tiên tại sân H2 với lại mấy anh em bên đội của anh Lâm Rô Béo. Thật ra cũng không quen nhiều người trong, không quen mấy anh em này, nhưng mà chắc cũng là mấy anh em rất tốt thôi. Rồi, vô chiến luôn chứ sao, chả vấn đề cả. Đá bóng sức khỏe vui mà. Xem nha. Nhiều quá nha. Đưa ra. Năm.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Tân ơi, cứu Long. Tân ơi, Tân. Phải quá, chạy đó anh phòng mình có 2 bàn thắng và 1 kiến tạo nha. Nếu anh em thấy hay thì nhớ like và subscribe channel YouTube của Toyota Soccer. Mình sẽ còn là rất nhiều video clip về mình đi đá bóng, Kim Messi đá bóng, Đình Thành đá bóng, cái sự vui đá bóng. Rồi, mình Phạm Thi xin chào, hẹn gặp lại.